sự cố nhắc tới xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt đoạn trước cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào khoảng 22 giờ 30 đêm qua ngày 13 tháng 11 và toàn bộ quá trình diễn ra đã được camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường thời điểm đó ghi lại. Cụ thể, một chiếc xe ô tô con đang chạy trên đường thì bất ngờ lao lên giải phân cách và pha giữ thăng bằng khi tiếp đất của chiếc xe này khiến người chứng kiến kinh ngạc. Vào khoảnh khắc ấy, rất nhiều người đã nghĩ tới việc chiếc xe sẽ bị lật nhưng may mắn điều đó đã không xảy ra. Sau sự cố, tài xế vẫn nhấn ga đi tiếp và dường như không có ý định dừng lại. Nguyên nhân ban đầu được cho là tài xế ngủ gật. Ô tô lao lên giải phân cách. Nguồn clip, mạng xã hội giao thông.